Xin chào mọi người, mình đã quay trở lại giờ đây và ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục tiếp nối với cái series là Sếp đi vắng mình sẽ trốn việc chơi. Ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu đến anh em những cái tựa game giải trí nói chung là rất là thú vị nhưng mà cũng gây một cái lượng ức chế không hề nhỏ. Và đặc biệt những tựa game này cực kỳ nhẹ, thậm chí có những chiếc điện thoại đã đời cũ rồi như là iPhone 5 hay là 5S hoàn toàn có thể chơi được. Cụ thể mà nhắc đến 5S thì mình cũng phải thấy là đáng đau buồn cho cái thế hệ smartphone khi mà nó trượt giá kinh khủng ấy. Bây giờ 5S chỉ còn có 3 triệu thôi, mình vừa mới xem ở XT Mobile để tham khảo mua cho ông em trai ấy. Anh em có thể tham khảo luôn giá của sản phẩm ở đường link phía dưới nhá. Cực kỳ sốc, có đầy đủ các phiên bản màu sắc mà chỉ có từ 3 triệu đã mua được em 5S rồi. Xin chào anh em, nhớ subscribe và bấm chuông để xem những video mới nhất nhá. Yêu nặng. Tựa game đầu tiên mình sẽ đến là Super Deppy Bird. Chắc hẳn anh em cũng đoán được cái luật chơi rồi đúng không nhỉ? Bây giờ mình sẽ đến... Mình sẽ vào chơi thử luôn xem nó khác gì với tựa game Cha sinh mẹ đẻ là Flappy Bird nhá. Chúng ta vẫn có cái luật chơi là táp để mà có thể vượt chướng ngại vật. Từ từ lại. Nó dễ hơn so với tựa game Flappy Bird là anh em sẽ có nhiều vật phẩm ở trên đường đi và ăn được. Mình không thể nhục xịt như này được. Đường một game thủ sờ chim mơ mà lại... Lại nút lần này. Vừa rồi là mình nhìn thấy quả táo. Nếu mà mình nhớ không nhầm ý, thì cái quả táo này nó sẽ giúp cho mình hút được. Đấy, nó sẽ biến thành khổng lồ luôn và nó hút được tất cả những cái ống cống này. Hay chưa? Tựa game thứ hai, đại khái là cái Crazy Chaser này thì sẽ là kiểu nhập vai là một cái anh chàng sẽ đu bám vào một cô gái kiểu hàng đêm hoặc là bất kỳ thời điểm nào trong ngày, khi nào cô này lao ra đường một cái là anh chàng này sẽ đi theo. Và nhiệm vụ là chúng ta sẽ phải táp vào màn hình ấy, khi mà cô nàng này quay lại thì anh chàng này sẽ phải ngụy trang để không bị phát hiện. Này, chuẩn bị nhìn này, khi nào cô dừng lại một cái đấy, mình chơi rất là giỏi trò này rồi, mình giỏi đi theo dõi người khác á, kiểu khi nào nó dừng lại một cái là đấy, ngụy trang. Có rất nhiều cái ngụy trang rất là bựa, kiểu cầm báo. Có một lần mình chui vào thùng rác rồi. Ôi giả gái luôn ạ, vãi trưởng. Anh em nào mà thích thử là ngón tay nó có linh hoạt không ý thì nên chơi game này. Game over rồi, mình bị ấy rồi đấy. Thôi, để với tựa game tiếp theo đi. Tựa game này nó sẽ hơi máu me và kinh dị một chút mà mình không hiểu tại sao xúc xích nó lại có máu. Nhiệm vụ là các bạn sẽ phải giúp cái xúc xích này vượt qua chướng ngại vật và chỉ có là táp vào màn hình và giữ thôi. Nếu mà giữ thì nó sẽ chạy nhanh hơn. Đấy mọi người, máu me vãi, mình đã nói đây là một tựa game máu me mà. Vãi cả xúc xích, thế luôn. Mỗi một lần chết là nó sẽ chết cái kiểu máu me một cách khác nhau. Lúc thì bửa đôi rồi là lúc thì kiểu nát không còn cái gì. Thực ra là nhìn cái này, chơi cái game này xong là mình không muốn ăn xúc xích luôn ý. Đấy, nốt lần này rồi mình đến với tựa game tiếp theo. Bựa vãi trưởng luôn ý. Đấy, phải vượt qua các chướng ngại vật này. Đấy. Ôi chết rồi, mình không ăn được cái vật phẩm kia lên rồi. Tức là nó sẽ to cái xúc xích, kích cỡ xúc xích của mình lên á. Ôi lại không ăn rồi, mình toàn lụt chuột linh tinh tinh á. Ôi cái này mình qua được lâu này. Có vẻ là bắt đầu easy game rồi. Chủ quan quá, mình cứ tưởng ăn được vật phẩm đấy là bất tử nhưng mà ai ngờ. Thôi, đến với tựa game tiếp theo đi. Đến cái tựa game cuối cùng, tựa game này là tựa game mình chơi ngu nhất trong 5 game này luôn. Tựa game cuối cùng sẽ là Daddy. Cái tựa game này thì sẽ có một cái nhân vật nó rất là đần độ nhá. Với hình dáng của một khối hình hộp là cái đầu. Và có hai cái chân rất là dài. Chỉ có một cái đầu và hai mắt rồi chân thôi. Nhiệm vụ là chạm vào màn hình. Sau đó anh em sẽ phải chạm để sao cho nó đi. Tức là mình phải điều khiển để sao cho mà chạm hai chân của em Daddy này nó phải di chuyển một cách linh hoạt ấy. Em này cảm giác là nó sẽ hơi đần độn như kiểu không có não. Người ta có câu là gầm cao não ngắn. May quá, mình gầm không cao nên não mình khá dài. Đấy. Thế luôn mình chịu. You see it. Đồ chứ chả hiểu sao mấy ông bà có thể nghĩ ra được mấy cái tựa game bựa này. Này nó chuẩn bị xoạc đây này. Đấy, dừng hình ở đây, dừng. Nhìn trông như con điên ấy, thề luôn. Chả hiểu nó đang cái tư thế gì nữa nhưng mà mình sẽ xoạc luôn. Anh em đánh giá như thế nào về những cái tựa game như thế này?
anh em có những cái tựa game nào mà hot hay là hay hay là cũng là củ chuối ức chế hơn như thế này nữa thì có thể comment ở phía dưới để có mình có thể xem và trải nghiệm thử cũng như là làm video lần sau nhé. Và mọi người đừng quên là những tựa game này cực kỳ nhẹ luôn, nó không hề lỗi thời, có thể giải trí bất kỳ lúc nào, bất cứ nơi đâu và ngay cả trên những chiếc điện thoại đời cũ như là iPhone 5S. Hiện tại để mua một em iPhone 5S chơi những cái game này hoặc là với nhu cầu nghe gọi thông thường lướt Facebook vân vân thì chỉ có giá tầm 3 triệu thôi. Có thể tham khảo sản phẩm ở XT Mobile đang có giá rất là tốt. Link mình để phía dưới mô tả chi tiết thôi nhé. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi, nhớ like, share và subscribe với Vừa Stua nhé. Bye bye.